Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Việt Nam. Bộ đội biên phòng truy bắt tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Vào ngày 3 tháng 3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quảng Bình cho biết Hải đội 2 Quảng Bình vừa có tổ chức phóng thích hai tàu Trung Quốc cùng 9 ngư dân xâm phạm vùng biển Việt Nam ra khỏi lãnh hải. Bộ Chỉ huy tỉnh Quảng Bình thông tin, ngày 2 tháng 3, đơn vị nhận tin báo có một tốp tàu Trung Quốc đang đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng biển Việt Nam tại khu vực 17055 phút vĩ độ Bắc, 106050 phút kinh độ Đông, cánh cửa danh khoảng 24 hải lý về phía đông, đông bắc. Các đường giới hạn phía Tây dùng đánh cá chung khoảng 13 hải lý. Nguồn tin này cho biết thêm, ngay lúc đó thì Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, tổ chức biên đội gồm 2 tàu cùng 16 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Hoàng Xuân Long, Hải đội trưởng chỉ huy lên đường làm nhiệm vụ. Sau hơn 3 giờ xuất kích, đến 15:40 cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 3 chiếc tàu câu mang số hiệu Trung Quốc đang đánh bắt cá trái phép tại vùng biển Việt Nam. Biên đội đã tổ chức truy đuổi, vây bắt được 2 chiếc tàu cùng 9 ngư dân và tiến hành lập biên bản vi phạm vùng biển, cảnh cáo và tổ chức phóng thích. Đồng thời lực lượng tuần tra tiếp tục xua đuổi chiếc còn lại ra khỏi vùng biển Việt Nam. Cháy ký túc xá Trung tâm Đào tạo Vận động viên Hải Phòng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 3 tại khu ký túc xá của Trung tâm Đào tạo Vận động viên thuộc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng, khiến vận động viên hoảng loạn, nhiều đồ đạc bị cháy rụi. Theo như anh Chi, là huấn luyện viên của Trung tâm Đào tạo Vận động viên Hải Phòng, vào khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 3, khi anh đang huấn luyện các vận động viên trên sân tập, thì nghe thấy tiếng hô cháy phát ra từ phía tầng 2 ký túc xá của trung tâm. Ngay lập tức, anh cùng các huấn luyện viên sơ tán các vận động viên ra vị trí khác và điểm danh theo bộ môn, đồng thời báo cáo lãnh đạo và gọi cứu hỏa. Sau 10 phút sau khi nhận được thông tin, phòng cảnh sát cứu hỏa số 3 quy động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy được khống chế. Qua thống kê, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đồ đạc trong các phòng nghỉ tại khu ký túc xá đã bị cháy rụi. Trần nhà, một số phòng bị sập xuống. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, trưởng phòng hành chính Trung tâm Đào tạo Vận động viên Hải Phòng cho biết, khu ký túc xá trung tâm có 6 phòng để cho các vận động viên ở ngoại thành lưu trú. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, khu ký túc xá có 18 vận động viên. Vì lúc đó đang là giờ luyện tập, nên hầu hết các vận động viên xuống sân luyện tập, trên phòng chỉ còn lại vài người. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chúng tôi nhanh chóng gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Bà Xuân cho biết thêm, nhà tập của Trung tâm Đào tạo Vận động viên được xây dựng từ năm 1964. Đến nay các phòng đều xuống cấp, nhất là hệ thống điện tại đây luôn trong tình trạng quá tải. Chúng tôi nhiều lần đề nghị Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng có phương án sửa chữa, song không có kinh phí. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ, kính thưa quý vị. Những thông tin mới nhất về vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai. Ông Phạm An Hùng, giám đốc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết sẽ miễn toàn bộ viện phí cho các bệnh nhân trong vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng tại địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai vào 18 giờ chiều 3 tháng 3. Trong số 23 nạn nhân của vụ tai nạn, gồm cả lái xe có một nạn nhân đã tử vong. Hai nạn nhân chỉ bị xây xác, còn lại 20 nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Trong số này, 4 nạn nhân đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Chúng tôi đã tập trung tất cả phương tiện với đủ điều kiện cứu chữa tốt nhất, huy động mọi lực lượng bác sĩ có kinh nghiệm để cứu chữa bệnh nhân một cách tích cực. Ngoài việc miễn 100% viện phí, các suất ăn cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đã được cung cấp kịp thời ngay sau khi tiếp cận bệnh nhân. Ông Phạm An Hùng cho biết, ngoài 50 đơn vị máu dự phòng, tổ công tác của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đang trên đường lên Lào Cai để sẵn sàng cứu chữa bệnh nhân. Tại bệnh viện, ông Khuất Việt Hùng là Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã gặp gỡ gia đình và chuyển lời hỏi thăm chia buồn của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đến gia đình nạn nhân không may bị tử vong cũng như các gia đình nạn nhân. Chúng tôi đã đề nghị với lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lực lượng công an khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm trọng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm và để xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Ông Khuất Việt Hùng nêu rõ tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Đồng thời ông Hùng đánh giá cao việc tập thể y tá, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và các cơ sở y tế trong tỉnh đã dành sự ưu tiên cao nhất về y tế và điều kiện ăn nghỉ để chăm sóc cho bệnh nhân và thân nhân người tị nạn.
Vũ Hoàng Thuận và Nguyễn Văn Điển bị bắt vì làm clip xấu. Hôm 3 tháng 3, Thông tấn xã Việt Nam phát đi bản tin cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ ông Vũ Hoàng Thuận và Nguyễn Văn Điển có hành vi làm phát tán nhiều clip có nội dung xấu trên mạng Internet. Tuy nhiên, bản tin chính thức này không nói rõ các clip nội dung xấu này là gì. Trong khi đó thì có ý kiến nói hai ông bị bắt vì livestream trên Facebook, hướng dẫn biểu tình đúng luật. Ông Thuận được cho là người gây dựng câu lạc bộ Chấn Hưng Nước Việt. Post mới nhất của ông trên trang Facebook cá nhân là clip hôm 2 tháng 3, chia sẻ Facebook Live của ông Nguyễn Văn Điển, hướng dẫn biểu tình đúng luật. Động thái này diễn ra trong bối cảnh trên mạng xã hội đang có lời kêu gọi biểu tình mỗi Chủ nhật và ngày nghỉ suốt năm 2017, bắt đầu từ hôm 5 tháng 3, 2017, phát xuất từ Linh Mục Thaddeus Nguyễn Văn Lý, một cựu tù nhân lương tâm. Tội mù mờ, hôm 3 tháng 3, trả lời BBC từ Hà Nội, nhà văn Phạm Thành, chủ blog Bà Đầm Xòe nói, việc bắt giữ ông Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển là hành động vi hiến của chính quyền nhằm trấn áp những tiếng nói đối lập. Rõ là ông Thuận và ông Điển chỉ thực hiện quyền lên tiếng, nói ra nhận thức của họ về tình hình xã hội, sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyền ấy được hiến pháp ghi nhận, nhưng trên thực tế thì không. Mà nếu nói bắt họ làm và phát tán clip xấu, thì cũng chẳng thấy luật Việt Nam định nghĩa thế nào là clip xấu. Quả là một cái tội mù mờ. Hai ông ấy đề cập đến việc biểu tình vốn được hiến pháp quy định, nhưng việc quản luật biểu tình thì cù nhầy từ thập niên 1990 đến nay, kính thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới, Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc.